Nhằm bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng người dân tộc thiểu số, huyện Đắc Tô mở lớp truyền dạy cồng chiêng xoang trong vùng người dân tộc Xê Đăng sinh sống. Đây là lớp đầu tiên được huyện Đắc Tô tổ chức tại thôn Đắc Lung, xã Con Đào. Tham gia lớp học có 33 học viên là người dân tộc thiểu số. Trong thời gian 25 ngày, nghệ nhân A Thu sẽ truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng xoang với mong muốn tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Cùng với đó tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học viên về vai trò chủ thể để bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa truyền thống trong đời sống tinh thần người dân tộc thiểu số. Nói chung về cồng chiêng, hiện bây giờ là mai mòn hết rồi, không ai biết đánh nữa. Cho nên bây giờ tôi giữ gìn lại cái truyền thống này để truyền dạy cho các trẻ em và các học sinh và các cả thôn làng biết đánh về cái nhịp điệu của cồng chiêng. Qua các lớp truyền dạy cồng chiêng xoang giúp học viên kế thừa, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng, đồng thời khơi dậy niềm đam mê diễn tấu cồng chiêng, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.